Nếu mình biết được cái gì, mình phải ghi chép ra được một cái gì đó, không để cho mình biết được và mọi người hiểu rõ sự việc đó, người ta có thể dụng được hay không thì mới là hữu dụng cho nhân loại này. Còn mà không cái biết nó rồi không có bỏ xác cũng đem đi thôi, không, nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Đó tôi mới ngồi, tôi cầm chuỗi tôi lần nhấn thôi, lần lần hồi nó tự động, nó không còn lần chuỗi, không còn niệm Phật nữa, nó trở về cái an lạc, trở về trong cái tự tánh này, trở về trong tự nhiên pháp. Là con người ta có một trong đầu mình có dòng pháp nó tuôn chảy ra, không, lúc đó tôi mới cầm búp đó tôi ghi. Rồi tôi ghi cái bài pháp á, nó ghi là thập nhị đại nguyện chuyển luân khai, soi mở càn khôn vũ trụ tròn, tâm thông thân suốt muôn cùng tặng, cái hiện rõ Như Lai bản chân cần, hòa tan phục vụ tỏ nguồn chân, thấu đặng nhân sinh chốn đại đồng. Vậy ai thấu hiểu nguồn chân ấy, chân này y như thể, thể chân như, chân tâm kiến tánh hòa chân thể, thì chân thể Như Lai tỏ sáng ngời. Như thế nào ông Phúc? Cái tôi đó tôi đi ăn chay, tôi tập, tôi đi lang thang 8 năm trường á, rốt cuộc cái thân tạng má dại, nó mới bệnh đi. Cái đó tôi chán đời quá, chán đạo á, chán đời bước vào đạo mà chán đạo á, tôi bỏ đổ vô núi tôi chết. Lúc đó tôi chọn cái thức niệm Phật để được chết đó. Cầm con chuỗi giống của thằng Thơm vậy đó. Cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật để chết rồi. Sau khi niệm 18 tháng á, thì mới đầu mình thấy mình là nó khỏe lại, nó không chết nữa. Cái mình rút của tôi cũng không tin được tại sao niệm Phật mà được khỏe. Cái vi diệu của Phật pháp là chỗ nào? Thật sự nó là khoa học. Nó là khoa học ở trong tiềm ẩn bên trong. Mà lúc mà khi mà tôi hồi đó là tôi mới tìm cái góc độ mà tôi ngồi tôi niệm Phật kiếp một ngày, cái lâu đầu tôi nhớ lại cái cảnh tượng mà cách mà Đức Bổn Sư đã nói 2500 năm trước á, cái bài pháp mà nằm trên cái đồi núi Linh Thú. Ngày cầm một nhành liên hoa, ngày giơ lên thôi, ngày đâu có nói tiếng gì. Vô Phật pháp không còn nói bằng lời nữa, Phật pháp vô ngôn. Lúc đó là ngài không còn dùng tiếng gì hết, mà để coi có ai hiểu được ý mình hay không. Lúc đó thì chỉ có một mình mà hai cái diếp thôi, ông đạt được tâm pháp, ông nhìn lên ông biết Đức Bổn Sư đã đạt được cái diệu pháp liên hoa rồi, mới cầm một nhành liên hoa giơ lên. Thì ông ta nhìn xuống á, biết ông này đạt được cái tâm pháp mà đọc được tâm ý của mình, ông ta mới mỉm cười, quyết định chuyển y bác là vị tổ đầu tiên Phật học cho hai cái diếp. Và ông ta mới nhắn với hai cái diếp cùng với đại chúng một câu rằng: chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Cho đây chúng phải tạm chánh pháp nơi nhãn tàng đi, sẽ tìm thấy niết bàn của diệu ở nơi đó. Mà nhãn là mắt, thì tàng lãng ở đâu? Nằm ở điểm này, nó ở điểm này nè. Khi mình niệm Phật cái gì phải tập trung vô cái này nè, để an trú nó, là an trú tâm. Không thôi mình không chọn vị trí an trú nó là mình bị loạn tập. An trú nó thời gian là mình thường trụ nó, là thường trụ tâm, là định tâm. Và sau một thời gian mình không định nó và nó luôn làm việc bằng cái tự nhiên đó thì mới là ưng vô sở trụ tâm. Nó đạt cái trình độ của bồ đề rồi, cái trường ấm ưng vô sở trụ. Vì ngày nó cái chỗ nhãn tàng là có một ánh sáng bạch hào nó phát ra, gọi là bạch hào tướng của Như Lai, trong 32 tướng tốt 80 giờ đẹp. Cái đó là tướng thứ hai, là nhị tướng. Vì nằm ở điểm này là điểm giữa bộ đầu, đạo nó không cao mà đạo chẳng thấp, đạo chẳng phải mà đạo chẳng trái, nằm điểm giữa mới là trung đạo, ấn định một con đường đi. Đạo chỉ có một con ai gọi là ấn đường. Để khai mở cái ấn đường là khai mở cái nhãn tàng, khai mở kho tàng kinh các mà ra, là kho vô tự tâm kinh. Ở Đức Thầy thì ngài nói gì là tầm ngọc quý cửa nam thiên môn định. Chỉ mình nói cửa nam ở đâu ta? Mình nhìn nhau là chánh trực nè, vì chánh nam là nằm ở điểm này, không dùng cái bộ đầu mình, dùng cái chỗ nhãn tàng mình trực chỉ nhau, là trực chỉ nhân tâm, là cái cửa chánh nam. Chỉ viên ngọc đó là cái phát sáng từ đây ra, là từ góc độ đó. Nó có một công thức, để niệm Phật, chỉ niệm một câu Phật Đà, ông tập trung niệm một câu Phật Đà này đó, phải trang hòa cho đại chúng trong sự tương yêu. Để làm gì? Để sanh thiện pháp của Như Lai pháp. Bốn điều cần thiết của Như Lai ngài dạy là dẹp ác, dẹp trừ ác pháp, là người chân tu rồi, đâu còn gì để tu nữa. Sanh thiện luôn luôn tăng trưởng thiện pháp, là người hành đạo. Thì hai chữ tu hành sẽ có từ đây. Vì niệm Phật cũng đang đưa vô cái sở hành. Tại sao người ta hình thành tu đạo mà không hình thành được đại đạo là nguyên nhân sao? Giống người làm ăn mà không có lợi nhuận, cái người tu đạo không phát triển được cái phước báo và công đức. Không, mình niệm Phật á, không mà mình không sanh thiện pháp, không mở lòng thương yêu mọi người, dướng mắt nhưng mình nó là dướng mắt mọi việc, sân si mọi việc, không tính toán mọi việc, ích kỷ mọi việc. Không, niệm thời gian thành ma. Không, đó là phát triển ma tâm chứ đâu phải phát triển Phật tánh đâu. Không, niệm Phật mà mở lòng với mọi người, trang ban trả với tất cả mọi người, dung hòa với tất cả đại chúng thì mới là thiện pháp của Như Lai pháp, thì phát triển công đức hoặc là phước báo trong thầm kính. Chỉ đạo người ta hình thành trong đại đạo là nhờ công đức và phước báo thành, chứ không phải do tụng kinh lâu, ngồi thiền lâu, hay là niệm Phật lâu, không là ăn chay lâu, tu tập lâu, không phải điều đó. Không, nhiều người làm ăn có 3 năm là đại gia, nhiều thằng làm ăn 30 năm vẫn lắm nợ. Không, nhiều người tu 3 năm sáng đạo, nhiều người tu 30 năm vẫn lắm nghiệp.
không? Là do một công thức, không có đi vô cái đường lối nó có một vấn đề, người ta không phát hiện được cái điều đó thôi. Vậy thêm một cái đi sâu với nữa, bắt đầu mình phân, không? Mình biết mình đã niệm Phật thì có đức tin Phật, không? Nhưng mình cũng không thể là mình chê bai ai một góc độ nào, mình coi mọi người xấu, tại là muôn người muôn loài đều đáng thương, không? Mình hữu Phật hữu ma ắt hữu sầu, không? Còn Phật còn ma là còn đau khổ, chính mình tự làm mình đau khổ, ai làm mình đau khổ ở góc độ đó. Mà nhưng... cái ngộ đạt của ông Phú đó trong lúc này đó, cái ngộ đạt đến lý nguyên nhân đó, cái ngộ đạt của ông đó, có thể ông nói ra cho anh em tôi được biết cái ngộ đạt đó. Cái chỗ tôi đã đau khổ trong núi Tô Châu á, là lúc đó đó là tôi niệm Phật, người tôi làm từ thiện, không ăn chay 8 năm, cái sau thời gian tôi mới tập trung cái niệm này. Cái tôi niệm thời gian nó tự động cái đầu tôi nóng. Nó giống như tổ quả nhập ma vậy đó, nó bị giỏng quả đó. Mà thật sự chủ nhận tàng là bị giỏng quả đó quý vị. Không mà còn đó, đéo không, là bị giỏng quả đó. Cái lúc đó tôi mới chọn một công thức. Không. Tôi ngồi tôi an định vô, tôi mới liên tưởng lại, tôi nhớ lại, tự động trong đầu tôi nhớ lại cái bài pháp, cái thời điểm quá khứ. Không, mà lúc đó chủ nhận tàng á, là chủ cái nguồn lửa, là chủ quả thần quang. Mà con người ta mất quả thần quang á, không? Giống mất cái sức sống, không? Là mất cái nguồn lửa rồi. Không? Như vậy á cũng chưa được nữa. Nơi tu không phải để dẹp đi cái nguồn lửa đâu, dẹp cái quả xăng đâu, mà phải điều chế nó. Chỉ lấy cái gì điều chế cái nguồn lửa? Vậy chúng ta thân tâm chúng ta là hạt gạo nè. Không? Không, mà hạt gạo muốn thành cơm phải có lửa và nước. Vậy thì khi mình chủ nhận tàng là nguồn lửa mình nó tập trung lại, không, cái thần lực mình nó mới phát tán ra, không, phát sáng ra hơn nữa. Nhưng á, nó phải uống cam lộ thủy, phải dùng cam lộ thủy. Vì mình cam lộ thủy mình uống ở đâu? Ông cúng Phật này kia tưởng là đó là cam lồ, hay là cúng Bồ Tát, không, hay là tưởng là giọng nước mắt mà ha, nhưng không phải, đó là cam lộ tượng trưng thôi, cam lộ thực thụ ở trong bản thể mình, không, mình khẩu xúc thì quả thần tan. Mình niệm Phật càng lớn, tụng kinh càng nhiều, khẩu thần á thì cái quả thần mình nó tan nè, nó tán loạn thần hoài. Nên ta kêu muốn ăn muốn nói gì á phải cuốn lưỡi ba lần đóng khẩu trước khi nói chuyện, không? Vì cái chỗ cuốn lưỡi mà đóng khẩu lại á, nó rất là đặc biệt, không? Vì cái gì thấy cái lưỡi mình co lên thì tự động ở dưới lưỡi mình nó tồn động một nước dịch ở trên đó. Tự nhiên nước dịch nó có ở được từ đâu, không? Do mình ăn uống, mình hấp thụ, mình đem lên nuôi thân, nuôi tế bào, nuôi lục ngũ tạng, nuôi não, không? Nó đem lên nuôi não, không còn chỗ để nuôi nữa, không? Là mà nó xả xuống, nó tồn động dưới đây, không? Là có tố chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất trong thân, không? Niệm Phật một khắc nước, mình nuốt nước vô, nó theo đầu lưỡi nước lên, nó quân bình quả thần quang, không? Đó, thì nó làm cho con người ta nhẹ nhàng, mát dịu, thanh thản hơn, không? Nó trở về sự an lạc và thanh tịnh nội tâm, không? Nhờ cái nguồn nước đó đó, không? Nó quân bình là không thôi, là con người ta lúc nào cũng nóng, tuôn thời gian là nóng, mình đâu có diệt cái nóng được đâu quý vị, không? Mà diệt cái nóng là mình chết, không? Cái gì đó nó nằm góc độ đó. Khi tôi phát hiện được cái điều đó, tôi chọn công thức ít nói chuyện, đi đứng nằm ngồi, không, thường xuyên á cái lưỡi của tôi co nhẹ, cắn hàm răng, khép môi lại, không, là tôi tập trung tôi niệm đây nè. Tôi niệm, tôi nhìn mọi sự việc trong sự thương yêu, không có phân biệt người hay vật hay là cây cỏ vạn vật, nó người xấu người tốt, người đúng người sai vậy đó. Nhìn mọi con người đều thương yêu, không, để mình lan tỏa cái tình thương yêu mình ra, để cái tâm thương yêu mình á, là cái tâm Bồ Tát á, không, nó sống dị lại, không, thì thời gian mình không còn niệm Phật nữa. Hỏi mình có thương yêu muôn người không, muôn loại muôn sinh không? Nếu mình có thương yêu cũng không cần niệm nữa, không, nãy nó qua giai đoạn chánh niệm, nó bước vào giai đoạn chánh định này là vô niệm, vô niệm chứ chưa vô biệt niệm, nó mới vô niệm thôi. Còn vô biệt niệm là không còn một mãi mai của niệm Phật nữa, nhưng vẫn thương yêu vô bờ bến, thì hành trình độ nó mới là đi vô biệt niệm thực thụ, không, nó khác, vô niệm khác, nó mới giai đoạn khởi đầu thôi, là anh đi vô niệm. Nếu vô thiền, không, vô thiền đi vô cái tham thiền, nhập vô cái đại định của đại thiền, nó khác. Mà hai nó đồng nhất là nó là một thôi, tại mình phân nó ra thôi, cái gì nó nằm ở góc độ đó. Nhưng tôi đó, tôi đi đó, thì tôi vô, tôi công phu thời gian là tôi cảm nhận được một cái nguồn năng lượng nó đi từ trên đi xuống. Lúc nó đi qua trong cái đỉnh đầu mình là nó mát, mà đi vô thân là nó ấm áp. Lúc nó đau nửa cái hộp sọ là bế tắc hệ thống dần kinh não, chính cái nguồn năng lượng đi vô nó đánh tan cái sự, nó bào mòn và đánh tan sự bế tắc hệ thống dây thần kinh não. Lúc hồi xưa tôi ăn những cái con động vật là máu huyết, những con động vật nó nhiễm thể, nó nhiễm thể nó dùng cái hóa chất vô làm cho mình bị bế tắc hệ thống dây đó, khả năng dễ xảy ra tai biến và đột quỵ. Khi con phu mình lấy ánh sáng nó lướt qua, lâu ngày nó bào mòn, lâu ngày nó thấm, thì đầu mình không đau, thì đi vô lớp phổi bên tim cũng vậy, là nó bế tắc những cái pháp mạch trên đó, lâu ngày nó thông riết là nó hết. Không, hết. Tôi thấy tôi khỏe quá, tôi nói tôi đi trong rừng núi, tôi mới đi vòng vòng, tôi nói ôi sao lúc này mình thấy mình không còn tiểu đêm nữa, cái thận chúng phẫu thuật
mà không mà nó thấy nó khỏe hơn nữa. Không, tôi đi vô bệnh viện Hòa Hảo tôi khám tổng quát lại, bác sĩ nói cơ thể chú rất ổn. À, mình không vậy cũng được rồi. Niệm Phật mà được khỏe gì thì cũng tốt. Sống cũng được, chết cũng được, lúc đó niệm Phật là được chết. Mà cái giai đoạn mình đau mình màng không màng cái đau. Mà cái chết mình không màng cái chết, thấy không? Là nó đi vô cái chỗ bắt sanh bắt diệt á, không? Là cái chỗ mình chết cái đau mình không có dính mắc trên cái đau, mà cái sanh tử không dính mắc trên tử, chứ ai mà không đau, ai không sanh tử. Yeah. Không, là ý chí mình bắt sanh bắt diệt chỗ đó, chứ không phải là con người Đức Bổn Sư còn bỏ thân xác lại mà. Không, không chi chúng ta. À, nhưng cái chỗ đó mình đau quá rồi, tận cùng có sự đau khổ rồi, mình bỏ liều luôn, không thấy sự đau khổ nữa. Không, chứ nó góc độ đó, tới mọi con người ai cũng phải khổ đâu quý vị. Nên nằm góc độ đó. Chuyện đi vô giai đoạn đó rồi, cái tôi ngồi tôi suy nghĩ, buổi sáng tôi khám bệnh xong tôi về tôi ngồi nghĩ, ôi sao mình hết bệnh ta? Mà niệm Phật mà nó có cái gì khoa học chứ. Không, để người ta hết bệnh chứ niệm lại niệm Phật không hết bệnh. Không, mà nhiều người ta sao nó niệm Phật không hết bệnh. Không, lúc đó tôi niệm Phật mà cách đó tôi mới tiếp nhận được cái nguồn năng lượng ánh sáng đó vô. Cái sau bắt đầu tôi mới ngẫm nghĩ lại, nếu mình biết được cái gì mình phải ghi chép ra được một cái gì đó. Không, để cho mình biết được và mọi người hiểu rõ sự việc đó, người ta có thể dùng được hay không thì mới là hữu dụng cho nhân loại này. Còn mà không cái biết nó rồi không, con bỏ xác cũng đem đi thôi. Không, nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Đó tôi mới ngồi, tôi cầm chuỗi tôi lần nhấn thôi. Lần lần hồi nó tự động nó không còn lần chuỗi, không còn niệm Phật nữa. Nó trở về cái an lạc, trở về trong cái tự tánh, là trở về trong tự nhiên pháp. Là con người ta có một trong đầu mình có dòng pháp nó tuôn chảy ra. Không, lúc đó tôi mới cầm búp nó tôi ghi. Tôi ghi cái bài pháp á, nó ghi là thập nhị đại nguyện chuyển luân khai. Soi mở càng khôn vũ trụ tròn, tâm thông thắng suốt muôn cùng tặng. Mới hiện rõ Như Lai bản chân cần, hòa tan phục vụ tỏ nguồn chân, thấu đặng nhân sinh chốn đại đồng. Vậy ai thấu hiểu nguồn chân ấy? Chân này y như thể, thể chân như. Chân tâm kiến tánh hòa chân thể, thì chân thể Như Lai tỏ sáng ngời. Vì thập nhị đại nguyệt đó là gì? Là 12 nhánh của bánh xe Pháp Luân á, hồi xưa Đức Bổn Sư đã xoay chuyển bánh xe đó đó. Chỉ 12 nhánh nó nằm ở đâu? À, là cái nhánh bánh xe Pháp đó tôi mới nghiên cứu lại trên đỉnh đầu mình nè. Là cái bách hội là tiếp sống, là đỉnh linh quang, là luôn luôn tiếp ánh sáng bình, là tiếp đại linh quang. Từ cái bách hội là có một nhánh tiếp sống ở đây vô, trong cái máy ông đang tiếp sống ở trên đây xuống á, các mạng á. Vì vậy muốn tiếp sống được cái mạng là cái phần cứng ông phải chuẩn, phần cứng là những cái pháp mạch trên thân nè, mấy ông phải thông. Nếu phần cứng bị lỗi hay là trung tầng bị lỗi là máy nó không giờ tiếp sống được, nhà mạng nó không có tiếp được cái mạng nào hết đó. Không, thì chúng ta cũng vậy, đang tu để niệm Phật, hướng lên Phật Đà, hướng đến Quan Âm, hướng đến Thầy, hướng đi tất cả các vị thiên liên khác. Vì mỗi vị thiên liên là một cái tần số của sống, của Đại Linh Quang. Nhưng làm sao mà chúng ta tiếp nhận được, chúng Đức Thầy tiếp nhận được năm sắc lệnh là tiếp nhận năm cái tần số sống, không hòa trong một tâm thể này. Vậy là cái thể Thầy phải thông, cái thể Đức Bổn Sư phải thông, thì cái thể chúng ta cũng phải thông. Là thông là đi qua từng pháp mạch, đỉnh Linh Quang nè. Cái đi xuống cái mỏ ác, là Thiên Môn Quang, đi xuống Nhãn Quang. Đằng sau Ngọc Trọng Quang, bên đây Thông Nhĩ Quang, là sáu cái Đại Nguyệt Quang trong bộ đạo. Bộ thân là Ứng Cốc Công Quang nè, Đan Điền Quang nè. Đằng trên đây cùng cuộc sống là Mạng Môn Quang, dưới đứa cho tay không tới, giữa hải lá phổi là Quỷ Lưu Quang. Giữa cái mạng là Mạng Môn, ở trên này Quỳnh Đạo Quang, dưới đây là Giáp Tích Quang nè, dưới đây là Mạng Môn Quang, dưới cùng cuộc sống là Quỷ Lưu Quang, là sáu cái Đại Nguyệt Quang bộ thân cộng lại 12 cái Đại Nguyệt. Khi thông là mình tiếp sống được bình thường, khi sống thông thì bánh xe pháp trong tăng sẽ quay. Đó là quay, bánh xe pháp quay trong thân pháp. Rồi bánh xe pháp quay trong tâm pháp là cái bát chánh á, phải giữ cho trọn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, nó đi quay trọn cái bát chánh, thì nó hoàn thiện cái bánh xe pháp. Vì khi mà hoàn thiện bánh xe pháp là mình đang tiếp được cái nguồn ánh sáng nó trong lành, không? Mình khi mình sống trong cái bầu không khí trong lành á, mình hít thở thôi, con người ta nó nhẹ nhàng, nó cũng trong lành á, thân tâm được trong lành á, thì đem cái trong lành đến mọi người, đến thì đó cũng là cái trong lành nó đến mọi người cũng là cái thiện pháp. Không, đừng có đem một cái ngột ngạt, một cái hắc khí đến với nhau thì nó nguy hiểm. Phật pháp tôi nghĩ là nó cũng là đi vô hiểu nó rồi, để nó cũng trở về cái đơn giản nhất. Không, tôi thấy không có siêu phàm tới góc độ đó rồi. Có cái mình đi đến trước cái ngưỡng cửa này, giống như gì không, cái khổ mà tôi có cách là tôi phân tích tỉ mỉ. Không, với ông nói ông khổ là ông khổ chỗ nào? Không phải mà cái để nó nổ cái khổ nó có cái nguyên nhân nó rõ ràng. Không nhiều cái người ta nói cái định nghĩa là định nghĩa chung của cái việc khổ thôi, nhưng mỗi con người có cái việc khổ khác nhau, ai cũng nghĩ đó có gì. Không, nhiều người nói tôi bị đau tim, không, nhiều người tôi bị đau não quá, tôi phiền não quá, không, đau đầu, không, nhiều người khổ gì, nhiều đang suy nghĩ thiếu cái miếng ăn, khổ cái miếng ăn, khổ đồng tiền, không,
nhiều người khổ hỏi gì đó, thiếu một cái gì đó nó sinh dục. Nhiều người họ có một cái, nhiều cái vấn đề nó vô lắm, nó đòi hỏi đủ thứ gì không đó. Không mà phân tích cái chi tiết là tùy mỗi con người mà mình phân tích nó. Không là cái khổ nó khác nhau. Mà muốn đi vô cái khổ đó đó. Hồi xưa tôi đi, tôi viết cái bài pháp của bên thập tướng, bên của Đức Bổn Sư á. Là tôi không có nghiên cứu trong kinh sách. Không. Mà giống nãy á, cái thập nhị đại nguyện á, tôi mới nghiên cứu 12 cái đại nguyện nằm trên thang. Không, là chỉ thập nhị đại nguyện chuyển luân khai, soi mở càn khôn vũ trụ trụ tròn, là sai một coi soi mở cái bộ đầu. Là cái hơn nhau là cái bộ đầu đại diện càn khôn, vũ trụ là bộ thân, cái cuộc sống mình nè, đứng sững nè, gãy cái là nó gục liền, nó đâu có trụ được. Không thì tâm thông thân suốt muôn cùng tận hai cái nó kết nối, nó thông lạc. Không mới hiện rõ Như Lai bản chân cần mới hiểu hỏi mình mới hiểu được mình rõ ràng nhất á, là cái điều đó đó. Không? Rồi mình có được cái đó để làm gì? Để xưng Phật, xưng Bồ Tát. Không để hòa tan phục vụ tỏ nguồn chân. Đấy cái gì mình có được để hòa tan phục vụ cho mọi người. Không? Nhưng vậy ai thấu hiểu điều đó? Không? Nguồn chân ấy. Thì mọi con người khi đạt trình đó là chân này y như thể chân như là mọi người đồng để tánh với nhau hết. Không? Nó bình đẳng hết chứ. Còn thôi phân cao thấp hơn thua tất cả mọi việc là chưa. Không? Là còn đau khổ. Chúng cầu á, cầu niệm Phật. Không? Để cầu giải thoát. Cầu là đáng cột đó. Đơn giản thôi, cầu là cột rồi. Không? Bởi vì tại sao bởi tôi đi qua bên chỗ bên Phật giáo Hòa Hảo, bên Đồng Tháp hay cô kia cũng mời ông đó, nói, chú ơi, chú có công thức nào tu để niệm Phật quay về cảnh giới Tây Phương được lạc Đức A Di Đà không? Chú nói có, hẳn hoi với con, vạch ra cái đường lối, chủ trương rõ ràng. Mình hỏi làm cách nào với chú? Ông nói á, dùng công thức là phước vệ trong tu. Hằng ngày cứ tạo phước, xây cầu đắp đường các nhà tình thương, làm quỷ lão, làm tất cả mọi việc, bằng đêm về cúng lại niệm Phật. Niệm Phật, không? Thì một ngày hội tụ đến ngày cuối cùng á, cũng phải về cảnh giới của Đức A Di Đà. Tôi nói á, xin lỗi chú ha, nếu công thức đó làm á, chơi suốt cuộc đời, hết kiếp này luôn là không bao giờ được hội cảnh giới của Đức A Di Đà. Thế chú nói gì kỳ vậy? Chú nói con nói sự thật. Tại cái chỗ chú đang cầu một chân gì đó phước báo, ha không? Chú tạo một cái việc tốt đẹp cho mọi người mà cầu phước báo, ha không? Là bắt thanh tịnh, mà tịnh độ Tây Phương đâu có dễ chú. Tịnh độ Tây Phương là tịnh độ nơi tâm mình đi, ha không? Cái thực tại này đi, thì cái tương lai mình là tịnh độ, thì Tây Phương nó mới là tịnh độ. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, ha không? Mà mình cầu một mãi mai là mình đang cột mình, ha không? Còn một quả làm quả ác hay còn quả thiện đều bị cột chứ, ha không? Thì làm sao được về được cái đất nước tịnh độ, nó đâu phải dễ vậy như chú nghĩ, ha không? Thì tôi mới phân tích cho chú nói không lẽ không cho tôi làm cái việc đó, cái đó chú cứ làm, ha không? Chú cứ làm. Nhưng cái chỗ này nè, cái chỗ rốt ráo của chúng ta, cái chỗ này nè, mà làm á, một quả ác không làm, một quả thiện không cầu, phải không? Là cái chỗ này. Nếu mình cầu quả thiện thì nhận quả thiện. Thì những cái việc làm đó đó, hay là trước khi bước vào mối đạo, tại sao ta có đại nguyện? Đại nguyện là đem thân tâm những cái gì của mình có được, hay những việc làm của mình, cúng dường mười phương chư Phật, không còn ở riêng mình nữa. Là đánh mất cái mình, là đánh mất cái tôi, đánh mất cái ngã, phải không? Thì những cái việc làm nó đồng hành như thiên liên đang làm, không? Để trở về vô ngã, không? Thì á, cái việc làm nó không, cái gì xây cầu đắp đường các nhà tình thương, nó không còn miếng phước nào hết á. Đem gạo cho người ta cũng không còn phước luôn. Tại cái gì đâu có dễ phước thiện đâu mà có cái phước, không? Vì cái việc làm đó các vị làm, các vị biết, trời đất biết. Thì nó đi vô thầm kín bên trong, đi vô cao thượng là đi vô trong ba la mật. Đó nó thuộc là công đức ba la mật ra. Hằng ngày về tạo đức, bằng đêm về niệm Phật đi. Cũng lại đi tu huệ là đức huệ song hành. Không, là chuyển cái phước huệ trong tu thành đức huệ trong hành, thì chúng ta mới rốt ráo quay về một góc độ đó, không? Rồi rốt ráo quay về góc độ nơi tâm mình á, không? Chứ không phải là nơi đâu ở xa xôi cái Tây Phương hay là cực lạc nơi đâu, mà tại ta bà đau khổ thì sau này chúng ta phải đau khổ, đó là nguyên tắc thôi. Cái đó là như vô cái pháp ba la mật từ mà cái pháp đó thực tế mà ông thấy người ta đang dụng hàng ngày không? Không, đang dụng hàng ngày, bởi vì trong tín nguyện hạnh á, cái niềm tin của chân lý là phải 100% rõ ràng. Cái hạnh á, cái nguyện là chúng ta phải có một cái đại nguyện lớn, không? Chúng ta mới hình thành cái đại đạo. Cái hạnh là chúng ta phải lập thôi, nguyên tắc rồi, ăn chay giữ giới làm tất cả thứ mới lập hạnh thôi, không? Thì ba cái đó luôn song song, không? Thì tồn tại trong mỗi lúc mỗi nơi của những con người, hay là con người hạnh đạo, nó phải có. Rồi ông thấy rồi, thậm chí nè, bởi vì không khéo á, cái niệm Phật cầu giải thoát, ha, nhiều người tôi nói cái chỗ ông nè, cái chỗ ông biết cái chỗ nào mà ông không giải thoát không? Cái chỗ ông cầu nè,
không là ông cột nè, cậu giải thoát là ông cột. Thành tướng nha. Rồi cái chỗ nào mà ông không sáng đạo không? Là chỗ ông tu. À, cái này hơi bị ngược nghịch lý ha. Thường ta chỗ tu người ta mới sáng đạo, mà tôi nói chỗ tu là làm cho người ta không sáng đạo. Không? Đó là cái chỗ tu là chỗ nào? Ví dụ đơn giản đi, biết là mình xây dựng mình sửa mình. Giống ông đơn giản ông niệm một câu Phật hiệu A Di Đà nè. Đơn giản nè. Không, mình niệm mình tôi niệm chỉ cho bản thân tôi xây dựng bản thân tôi thôi. Chỉ là ông xây dựng bản thân tôi, ông là ông đang sửa bản thân ông là tốt, là ông đang xây dựng cho tu. Phải không? Nhưng ông Vũ thì em khác. Ông niệm một câu Phật Đà mà ông nhìn mọi người trong sự thương yêu, là trang hòa cho đại chúng trong sự thương yêu, là câu Phật hiệu đó không phải xây dựng ông đó nghe. Mà xây câu Phật Đà đó là xây là trang hòa cho mọi người, là xây dựng cho mọi người. Là chuyển cái sở tu thành cái sở hạnh. Lấy sở hạnh mới bù đắp sở tu. Không cái sở hạnh mới đi tới cái phước báo và công đức chứ. Không đạo cả hình thành hay không, do công đức mà thành. Không do phải ăn chay niệm Phật tu lâu đâu, cái chỗ đó. Không có gì, người ta làm cái chỗ đó. Mà niệm Phật rồi đụng mọi người vô là nó không có dung hòa được. Không có sanh thiện pháp được thì thua cuộc. Tôi nói niệm thời gian, ăn chay niệm thời gian á, thành ma hết. Mà con ma này là con ma này nó dữ hơn con ma bình thường. Cái người không tu là tiểu ma, ông nó ác ôn là tiểu ma. Cái người ăn chay giữ giới mà tu anh, à, nó phóng tâm đi á, không nó ác pháp với người ta là con ma này là con ma khó chịu nhất nè, không là con ma cao cấp á, ta gọi là thiên ma đó, không thiên ma nó có được từ người giữ lục thiên, trường trai giới lục thiên mà cái tâm nó phóng mới thành thiên ma, nguy hiểm á quý vị. Cái thiên ma là do cái người tu tập tu luyện này nè lâu ngày mới thành thiên ma, chứ tôi ngồi tôi suy nghĩ đâu ra. Không, cái thằng ở bên ngoài dân tao biết làm chuyện nhỏ thì bình thường là con ma nhỏ thôi, là tiểu yêu tiểu ma này kia nọ thôi. Cái thằng biết lục đạo này nó vô mà không nó làm mọi việc là nguy hiểm. Nên tôi đi vô công thức mà tôi đi rồi cái là để nói cho anh em nghe để anh em tham khảo vậy thôi, chứ cũng không phải để đi đưa lên cộng đồng mạng nó cũng hay. Cái góc độ tại khi mọi người ở trình độ nó nghe khác nhau. Không, trong cái tiêu chí nghe pháp á là nói điều này nè. Chống địa điểm á, địa điểm nói pháp. Không, là cái muốn mình ra chợ mình cái gì là nói được không? Không, rồi thời điểm nói pháp cho người đó giống thơm nè. Thời điểm nói pháp nào hay thời điểm chưa nói pháp cho nó. Thời điểm khuyên nó tu hay thời điểm chưa khuyên. Không, là cái tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba là đối tượng nghe pháp. Không, tiêu chí thứ tư là trình độ người đó tiếp nhận pháp. Cái dòng pháp đưa lên nhiều người không tiếp nhận được nó chửi. Không, người nào tiếp nhận được thì nó khen. Không, nó có nó hai luôn hai tới lịch nó luôn là như vậy. Là nguyên nhân nó là như vậy. Nên cái chỗ mà tôi không để cho mấy ông đưa lên trên hệ thống cộng đồng là cái điểm đó. Không, chứ Phật pháp thì mọi người nó đã hiểu rõ sự việc rồi. Mà tôi cảm nghĩ vậy nghe ông Phúc. Tại vì cái công đức đó, nghe cái công đức đó, ông ngộ cỏ được chính bản thân ông, mà ông nói ra đó, để cho anh em của chúng tôi đó đồng nhận được và để sửa được đó. Cái đó là nó quan trọng lắm đó ông Phúc. Tại vì là có nhiều người đó, người ta nói quay đầu là bờ. Tại có nhiều khi mấy lâu nay đó, chúng tôi ở ngoài biển không à, thì không có biết cái bờ nó như thế nào chứ. Mà ngày nay làm là gặp cái có một cái thiền nào, nhưng cái la bàn nào đó hướng thẳng một cái là tự ra nó vô. Như ông thấy vậy nè, ông thấy nói ra nó có nhiều cái nó đụng lắm. Không, nó đụng các tôn giáo. Không, nó đụng trong khách tộc, nó đụng trong cái mối đạo. Không, chứ không phải dân chơi nha ông Vũ. Nếu mà nói trong cốt lõi của đi vô sông trong cái cốt lõi của Phật pháp á, tại tôi nói là tôi là người dùng biển nè, như ông nói đó, là tôi chẳng biết gì Phật pháp hết đó. Không, mà tôi muốn đi sâu vô tôi phát hiện đó. Giống tôi nhìn mấy ông sư tăng ni các nơi các tôn giáo đi, không, tôi rất là kính là cái y áo, kính cái đầu tròn này kia, tất cả mọi việc. Không, nên mọi người lập vậy ra cái người tu đạo tôi là thương, tôi kính lắm. Nhưng có cái là đối tôi nghĩ khác. Không, tại sao cái việc kêu tôi tụng kinh là tôi không tụng, niệm Phật tôi cũng ít niệm. Không, vì tôi có một cái tầm nhìn khác. Không, cái tầm nhìn ở góc độ này nè. Tôi thấy trên thế gian, tôi hỏi các vị á, ai các vị sư tăng ni đều có cái tam y, ba y và một cái một bát hết. Không, mà theo tôi biết được, nếu ai thực hiện đúng ba y và một bát của Như Lai á, thì hình thành giống Như Lai. Vậy cái cốt lõi của ba y một bát nó nằm ở đâu? Không, cái chỗ là tam y nhất bát Như Lai thị. Không, mới tỏ rõ nguồn chân rất tận thường. Nếu ai hiểu lý thông thấu sự thì hành sự Như Lai sẽ đạt thành. Nếu ai hiểu lý không thấu sự thì hành sự Như Lai chẳng đạt thành. Dù anh có ba bộ y, cái mình bác nó cũng không thành. Không, vậy cái y đâu là cái áo cà sa hay là cái gì? Không, cái y của Như Lai ngày nói hồi xưa, y này là y như thể chân như, là y như là tánh chân như của ngài, chứ không phải là cái áo.
bác kia tám nhánh quy cho trọn là bác là cái bác chánh đạo chứ không phải là cái mình bác đến các tật. Không mà đi vô cốt lõi đâu nè, cốt lõi của cái y nè, tứ chánh cần luôn thị hiền vào là cái y thứ nhất. Tứ chánh cần là dẹp ác, dẹp trừ ác pháp, sanh thiện luôn luôn tăng trưởng thiện pháp nè. Vậy ông dẹp ác, ông dẹp trừ ác pháp, ông có gì tu nữa không? Nơi thanh tâm của ông á, tôi hỏi á, một điều đó đó. Thì là người chứng tu rồi, nhưng chưa đủ. Người chứng tu phải làm một cái việc gì lợi lạc cho mọi người. Thì ngài mới nhất môn sư mới gọi là sanh thiện, luôn luôn tăng trưởng thiện pháp, làm một điều lợi lạc, tốt đẹp cho mọi con người. Thấy không? Là cái y thứ nhất. Y thứ hai là gì? Tứ diệu đế tỏ rõ nguồn mê. Thế gian này ai cũng xuống ta bà này cũng khổ. Chỉ đến nhau chơi để vạch lá tìm sâu hả? Tìm cái xấu nhau nói hả? Thấy không? Đi vô cái khổ tập diệt đạo. Khổ nhân khổ diệt khổ và con đường diệt khổ. Thấy không? Phải đi rồi nắm cái đó đó. Hoặc là đi vô cái bộ y thứ hai. Bộ y thứ ba là tứ niệm xứ pháp luân tường chuyển. Đi vô cái tứ niệm xứ để quản chuyển bánh xe pháp luân mới vô lượng thọ tăng độ quần sanh. Vậy ông thấy cái tam y nhất bát nó có liên quan tới cái mà sao? Nói ra đưa lên là đụng chạm mấy ông xin thầy chùa, ông chửi tôi. Phải ông Vũ? Không? Đức thầy nói thân tinh còn tục nhưng tâm liệu khỏi mê, không phải liên quan tới một cái y áo bên ngoài. Vậy không? Sư huynh cho đây hỏi câu đi. Thì khi mà ngũ tổ hoàng nhẫn mà trao cái y bát cho lục tổ huệ năng đó, là khi đó đó là cái y bát đó đại diện cho cái gì sư? Đại biện cũng giống là cái tâm pháp thôi. Không, tại lúc mà trao là một cái vật chất ở bên ngoài tượng trưng thôi. Thật sự là ngày gì? Không, ngày lục tổ đã đạt được tâm pháp rồi. Đã tâm pháp rồi, không? Đó, ông ta ấn chứng chí ký tâm pháp nơi tâm ông ta rồi. Không? Ta trao rồi người ta không biết ta theo, người ta đi giật cái y bát đó thôi, nên thật sự nó không có ý nghĩa gì. Bên ngoài cái chỗ này đệ cũng thắc mắc sư. Ta người ta mượn cái hũ á, mượn cái hũ để đi vô cái vô vi tâm pháp, ta mượn cái hũ để biết được cái tâm pháp đó của ngũ tổ. Không, ta nhìn ở cái y bát nó có đây nè. Ông này đạt được cái tâm pháp nè. Không, tám y nhất bát nè, có nè, ở trong này. Trong tâm trí ông ta đã có. Không, không biết. Dưới bên trong đó là ông đã đạt rồi, ông đã ngủ rồi, ông đã gọi bắt rồi, không? Chị, cái chỗ mà, như chỗ đó cũng ngày lục tổ huệ năng đi, chẳng hạn sư huynh, thì tập trung vào tu cái tâm và đạt tâm pháp ở nơi tâm, mình đã tỏ ngộ, thì mình xong rồi mình mới hành pháp lại. Thì hiện tại cho dù là cầm y bát cỡ nào đi chăng nữa mà không hiểu pháp cũng không có làm gì được. Đúng thì rồi. Trong đời này thì mình như sư huynh, anh em huynh đệ mình tạm gọi là thấp hơn ngài đi chẳng hạn, thì mình nên làm gì trong cái thế gian này để mà gọi là tạm thời bước chân vào con đường phụng sự để bước theo hành trình của ngài đi không? Dạ, mình nói tiếp, tuy là mình đang nhỏ nhưng mà mình có cái đường nào để mình dẫn vô đi cùng các ngài không sư? Cái cốt lõi nãy tôi đang nói như vậy trong dạ. Tam y nhất bát hồi nãy á, không mà tôi nói lên cho một cái sự á, tuy nói là một cái lý á, không cái sự trong mỗi con người đến với nhau nè, ông chọn công thức nào cũng được, ông niệm Phật cũng được, niệm Thánh cũng được, niệm Chúa cũng được, không niệm cao đài tiếng ông cũng được, các tôn giáo nào cứ niệm, không để mượn cái phương tiện mình niệm thôi, để đánh tan cái tập niệm bên ngoài, không để đối cảnh vô tâm á, không giống đối cảnh vô tâm vốn là thiền, để nó đi vô sự thanh tịnh nè, không nhưng cái niệm của mình chưa chắc mình vô tâm nổi đâu quý vị. Không đơn giản ha, không? Nó còn nhiều cái tác động, nhiều động lực nó sẽ đến với chúng ta nhiều lắm. Nhưng chúng ta mới dùng cái thương yêu. Không, Quan Âm thì dạy chú Đại Bi. Dạy chú Đại Bi là đem cái thương yêu đến cho tất cả mọi người. Không, Đức Bổn Sư thì dạy cái thiện pháp. Không, đại thiện pháp là cũng là nói trên cái sự thương yêu. Mà chúng ta đến với nhau mà thiếu cái sự thương yêu lời qua tiếng lại hồi chút lên là nó bắt đầu nó sanh khởi. Không, làm sao nó vô tâm được. Không, mà khi thương yêu mình đủ lớn ở góc độ nào thì nó khỏa lấp cái sự việc ở góc độ này. Không, vì tại sao tôi sinh khởi với bạn? Không, tại sao tôi lại khó chịu với bạn? Tại sao tôi bực bội với bạn? Tại sao tôi còn một mãi buồn với bạn? Vì tôi thiếu sự thương yêu với bạn. Thương yêu tôi chưa trọn vẹn, đơn giản thôi. Bởi vì mình quay lại mình học là học cái bi. Không, học cái bi cho đủ lớn đi. Không, thì cái bi mình có đủ lớn là cái thương yêu mình đủ lớn rồi. Không, thì mọi sự việc đến với mình trong nghịch cảnh để rèn cái dũng mình thôi. Chỉ lấy cái gì cái bi mình có. Là nó nói hồi là có người lại chửi nè. Không phải, tại vì sao nó chửi thử cái ông có chịu đựng được hay không? Dạ. Ông đang nói trên cái bi mà chửi ông bình thường được á. Không, ông vượt qua được không sân.